Vâng, chào các bạn, chào các em thân mến. Trong video này thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái đề kiểm tra tham khảo giữa học kỳ 1. Đây là đề khá chuẩn cho giúp các em ôn tập cho bài thi năm học 2024-2025, bài thi giữa kỳ. Về ma trận đề thi thì nằm trong chương số 1 nha các em. Chúng ta kết thúc chương số 1 về vật lý nhiệt. Các em nào cần ma trận thì các em yêu cầu nha. Không thì các em tải đề dưới phần mô tả video của thầy. Đây là đề thi thứ 6, đề này khó hơn những đề trước. Là 6 đề kiểm tra giữa kỳ thầy đã làm cho các em rồi. Và thêm 50 câu trắc nghiệm ôn tập giữa học kỳ 1. Các em xem dưới đường link mô tả có các đề đã ra rồi ha. Chúng ta nên tham khảo nhiều đề để các em củng cố kiến thức tốt hơn. Vì thế mà chúng ta thi được tốt hơn, phủ rộng kiến thức hơn. 1. Trong chuyển động nhiệt thì các phân tử lỏng sẽ chuyển động hỗn loạn quanh vị trí cân bằng. Chuyển động hỗn loạn là sai rồi các em. Nó phải là chuyển động quanh vị trí cân bằng, nhưng mà những vị trí này nó không cố định mà nó có thể di chuyển trượt lên nhau. Do đó là chất lỏng nó không có hình dạng xác định nha. Như vậy là câu D nha. Còn chuyển động hỗn loạn là đối với chất khí thôi, chuyển động hỗn loạn quanh vị trí cân bằng xác định này không đúng nha. Phải dao động, chính xác là thuật ngữ dao động quanh vị trí cân bằng xác định thì gọi là chất rắn. Câu số 2. Trong các tính chất sâu, tính chất nào là của các phân tử chất rắn không có hình dạng cố định? Nếu mà không có hình dạng cố định là của chất lỏng rồi. Chiếm toàn bộ thể tích bình chứa là chất khí. Đúng không? Khi chúng ta bỏ cái một khối khí vào trong cái bình chứa thì lúc này các phân tử khí nó chuyển động một cách hỗn loạn và nó chiếm toàn bộ thể tích bình chứa chất khí này. Chuyển động hỗn loạn không ngừng cũng là chất khí rồi. Có lực tương tác phân tử lớn là phù hợp. Đối với chất rắn thì lực tương tác phân tử nó sẽ lớn nhất, lớn hơn so với chất lỏng và chất khí. Cái lực tương tác phân tử lớn là do các phân tử nó ở gần nhau. Khoảng cách giữa các phân tử hầu như là bằng một đường kính của phân tử thôi. Còn đối với trường hợp là chất lỏng thì khoảng đến 2 đến 3 cái đường kính. Do đó lực tương tác trong chất lỏng nó sẽ yếu hơn. Do đó các phân tử nó có thể di chuyển, nó dao động mà nó có thể di chuyển được ha. Do lực tương tác của nó so với những phân tử lân cận nó yếu hơn so với trong chất rắn ha. Do đó là nó sẽ không có hình dạng xác định, nhưng mà chất rắn lại có hình dạng xác định, cũng căn cứ vào lực tương tác với các phân tử. Câu 3. Cách nào sau đây không làm thay đổi độ năng của vật? Có hai cách làm thay đổi độ năng cho vật, đó là chúng ta thực hiện công. Ví dụ chúng ta cọ sát vật, vật sẽ nóng lên. Do tại vì cái vật nó sẽ nhận công. Vì thế mà vật sẽ nóng lên. Cái thứ hai là chúng ta thực hiện truyền nhiệt. Chúng ta làm lạnh cây viết này hoặc là chúng ta sẽ làm nóng cây viết này. Lúc này á, là nhiệt năng của cây viết này tăng, dẫn đến nội năng sẽ tăng. Các em chú ý khái niệm nhiệt năng nó khác với khái niệm nội năng nha. Nhiệt năng chính là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên cây viết này. Còn nội năng chính là tổng động năng và thế năng tương tác giữa các phân tử. Ở đây mình xét đến cái lực tương tác giữa các phân tử nữa. Nếu những các phân tử mà ở gần nhau thì lúc này lực đẩy sẽ lớn hơn lực hút. Còn nếu các phân tử ở xa nhau thì lực hút sẽ lớn hơn lực đẩy. Nha. Như vậy là làm lạnh vật và đun nóng vật là truyền nhiệt rồi. Cọ sát vật là thực hiện công rồi. Như vậy đưa vật lên cao. Các em chú ý đưa vật lên cao là chỉ thay đổi về thế năng trọng trường thôi. Khi chúng ta đưa vật lên cao á thì chỉ thay đổi về thế năng trọng trường thôi. Chứ không có thay đổi về thế năng tương tác với các phân tử trong cái cấu tạo vật này. Ví dụ thầy đưa cây viết lên cao thì lúc này thế năng trọng trường là thế năng hấp dẫn của cái vật bị thay đổi. Nhưng mà cái thế năng tương tác với các phân tử trong cây viết này nó không thay đổi. Câu 4. Khi nhiệt độ của vật tăng lên thì động năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng. Khi nhiệt độ tăng thì dẫn đến là các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh thì dẫn đến động năng sẽ tăng. Nghe đúng chưa? Ai chọn câu đúng luôn. Tăng thì dẫn đến giảm là sai. Nội năng sẽ tăng lên chứ không có giảm được. Thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng sai nha. Thế năng là không có liên quan đến thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng là sai. Có động năng tăng lên thôi.
Câu 5, trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong biểu thức này phải có giá trị đại số nào? Thì đầu tiên nếu mà nó nhận nhiệt thì cái Q này phải lớn hơn không? Nhận nhiệt là Q lớn hơn không? Còn tỏ nhiệt thì Q sẽ nhỏ hơn không? Nhớ là mình đang tính độ biến thiên nội năng thông qua công thức này. Nếu nó nhận nhiệt thì bắt buộc cái Q này phải dương lên để nó làm tăng nội năng. Còn nếu mà nó truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài thì cái Q này phải âm đi để nó giảm nội năng của bạn. Còn nếu nó nhận công thì A dương. Ha. Như vậy trong đây là sinh công là A nó phải âm. Còn nhận nhiệt Q nó phải lớn không? Nha. Chất khí nhận nhiệt và sinh công. Nhận nhiệt coi như là Q sinh công trừ A. Như vậy chỉ phù hợp con C thôi các em. Câu C thôi. Câu 6. Một lượng khí được truyền 10 kJ nhiệt năng để nóng lên, đồng thời nén bởi một cái cong có độ lớn là 100 kJ tính độ biến thiên. Độ biến thiên là delta U thì bằng Q cộng A. Đây là hai giá trị đại số nha, khi thầy vô chú ý về dấu. Một lượng khí truyền nhiệt, một lượng khí này được nha, được truyền nhiệt. Được truyền nhiệt bây giờ nó nhận nhiệt đó. Nhưng mà chỗ này sẽ là 10. Rồi. Đồng thời bị nén bởi một cong có độ lớn. Nó bị nén nha. Nó bị nén với một cong. Nó không có giãn nở mà nó bị nén, như vậy nó phải nhận công. Giống như khối khí mà nó nở lên đẩy bít tông ra thì nó mới là thực hiện công. Còn khi mình nén vào, đúng không? Mình nén vào dẫn đến là nó sẽ nhận công. Cộng 100. Như vậy bằng 110 kJ nha. Đấy. Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt lượng? Đầu tiên các em phải hiểu được cái khái niệm về nhiệt lượng nha. Nhiệt lượng là cái phần năng lượng nhiệt mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Ví dụ như chúng ta bỏ một cục đá vào trong cái cốc nước. Lúc này cục đá sẽ tỏ ra năng lượng nhiệt. Nước sẽ nhận năng lượng nhiệt. Như vậy là cái phần năng lượng nhiệt do cục đá tỏ ra nó bằng cái phần năng lượng nhiệt do nước nó nhận vào. Thì cái đó gọi là nhiệt lượng. Và các em cũng đã có công thức tính nhiệt lượng nhận được hoặc thu vào hoặc là mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt bằng MC delta T nha. Học ở chương trình lớp 8 rồi. Đó là số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt thì gọi là nhiệt lượng. Cái này hợp lý. Độ biến thiên nội năng có nghĩa là khi mà nó quá trình nó truyền qua truyền lại thì nó sẽ bị thay đổi về nội năng ha. Nhiệt lượng ta đo bằng nhiệt kế, nhiệt lượng là năng lượng thì không thể nào dùng nhiệt kế được. Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ thôi. Như vậy câu này không hợp lý nha, sai. Đơn vị nhiệt lượng là năng lượng là joule là đúng rồi. Phần năng lượng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt. Cái này là các em đã học về khái niệm nhiệt lượng rồi. Để dao được sắc nhọn thì người ta thường cọ sát lưỡi dao vào một cái tấm đá mài. Khi cọ sát thì thấy lưỡi dao nóng lên làm thay đổi độ năng của lưỡi dao. Trong cái câu sau đây câu nào đúng? Trong quá trình trên thì không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Trong quá trình trên không có sự chuyển hóa năng lượng. Chắc chắn là phải có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác rồi. Không? Từ công sang nhiệt đó. Trong quá trình trên thì có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nội năng. Từ cơ năng sang nội năng. Trong quá trình trên thì có sự chuyển hóa từ năng lượng từ cơ năng sang nội năng. Cơ năng sang nhiệt năng. Nội năng của lưỡi dao thay đổi bằng cách truyền nhiệt, thực hiện công mới đúng nhé. Nội năng của lưỡi dao tăng do nó thực hiện công. Thì thấy hợp lý nhất là câu D thôi ha. Nội năng của lưỡi dao tăng lên là do nó thực hiện công. Thông thường cái thuật ngữ mình hay dùng là có sự chuyển hóa từ cơ năng sang nhiệt năng. Nghĩa là khi mình cọ sát á, lưỡi dao như thế này thì hiển nhiên là lưỡi dao nó sẽ nóng lên là do quá trình thực hiện công. Do quá trình thực hiện công. Câu 9. Nhiệt lượng cần thiết cần cung cấp để tăng nhiệt độ cho 10 kg vật liệu có nhiệt chung riêng C từ T1 lên T2. Như thầy đã biết là MC delta T, MC delta T lấy T2 từ T1 nha.
Câu A. Câu 10. Khi vật rắn tinh thể đang nóng chảy, nghĩa là vật rắn này gọi là vật rắn kết tinh rồi, chứ không phải là vật rắn vô định hình nha. Trong quá trình nóng chảy thì nhiệt độ nó không thay đổi, các em chú ý. Khi đang nóng chảy thì đại lượng nào sau đây không thay đổi? Chắc chắn là nhiệt độ của vật không thay đổi nha. Trong quá trình nóng chảy đối với chất rắn kết tinh thì nhiệt độ của nó không thay đổi. Còn đối với trường hợp chất rắn vô định hình á, như thanh sô-cô-la hay là thanh kem bỏ vào trời nắng, thì trong quá trình nóng chảy thì nhiệt độ của nó vẫn tăng lên bình thường. 11. Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước ở 25 độ C trong bình nhiệt lượng kế? Đựng trong bình nhiệt lượng kế ha. Như thiếu điều kiện đó các em. Câu này mình nhìn vô mình chả biết là nó đang đun hay là nó đang là hạ nhiệt độ. Thì cái thời chỉnh đính chính lại chỗ này nha. Đây chính là cái đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước ở 25 độ C trong bình nhiệt lượng kế trong cái thí nghiệm xác định nhiệt chung riêng của nước đó các em. Thì lúc này nhiệt độ của cái nước này này trong bình nhiệt lượng kế sẽ tăng lên ha, để người ta đo cái sự thay đổi nhiệt độ của nước. Từ đó người ta tính được cái nhiệt chung riêng của nước ha. Như vậy là đồ thị hình 3 nha các em. Nhiệt độ nước tăng lên ha, tăng lên. Không có tăng kiểu này nha, tăng từ từ thế này. Tăng một cách tỷ lệ thuận ha, nhiệt độ tăng, nhiệt độ tăng theo thời gian, cách tuyến tính như thế này. Tỷ lệ thuận chứ không phải là tăng thêm một hàm mũ đâu nha. Câu số 12. Tại sao ban ngày gió từ biển lại thổi vào đất liền? Ban ngày mà gió từ biển thổi vào trong đất liền do sự thay đổi thời tiết này, do ban ngày không khí ở đất liền lạnh, không khí ngoài biển nóng. Cái này phải ngược lại mới đúng này. Do đặc điểm khí hậu, do ban ngày không khí trong đất liền nóng nè các em, không khí ở ngoài biển nó lạnh, không khí nóng sẽ đi lên, do không khí ngoài biển lạnh nên sẽ thổi vào, đúng không? Không khí nóng ở đây nên ví dụ chúng ta có ở đây các em có hình dung ở đây có hai phần, đây là đất liền, đây là biển. Nếu mà không khí nóng nó bay lên thì ban ngày nó hấp thu bức xạ nhiệt các em, do đó là cái năng lượng nhiệt á nó sẽ hấp thu do đất có nhiệt chung riêng của đất nó sẽ là thấp hơn so với nhiệt chung riêng của nước biển. Như vậy là nó sẽ hấp thu năng lượng nhiệt có tăng nhiệt độ nhanh hơn. Có nghĩa là một nhiệt lượng từ mặt trời chiếu xuống thì lúc này á, mặt đất sẽ tăng nhiệt độ nhanh hơn vì do nhiệt chung riêng của nó nhỏ. Do đó cái khối khí mà gần mặt đất sẽ nóng lên và bay hơi lên. Vì thế mà cái lượng khí lạnh ở bên ngoài biển sẽ đi vào. Nha. Đó. Nên ban ngày mà các em đi hóng gió ở biển thì em thấy rằng rất là mát đúng không nào? Chúng ta chọn đáp án là D nha. Hóng gió biển đó. Câu 13. Đơn vị đo nhiệt độ trong thang đo Celsius là độ C nha. Độ F là Fahrenheit, còn này độ K là Kelvin. 14. 25 độ C ứng với bao nhiêu độ K thì em chỉ cần lấy 25 cộng cho 273 nha. T độ K thì bằng T độ C cộng 273,15. Nhưng mà ở đây người ta không có tính thành phần thập phân. Như vậy cộng vào thành 298 ha. Okay. Câu 15. Độ không tuyệt đối là nhiệt độ ứng với 0 độ K, là nhiệt độ thấp nhất mà một vật có được. Thì hiện tại thì người ta khoa học vẫn chưa tạo ra những cái vật mà có nhiệt độ thấp đến 0 độ K nha. Nên người ta gọi là độ không tuyệt đối. Câu 16, câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng? Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau. Hợp lý, đúng không? Lực phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử, đúng. Lực hút có thể lớn hơn và ngược lại, lực đẩy cũng có thể lớn hơn tùy theo cái vị trí, tùy theo khoảng cách giữa hai phân tử. Này cũng đúng luôn. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy là sai rồi.
Nếu các phân tử ở gần nhau thì lúc này lực đẩy sẽ lớn hơn lực hút. Ở xa nhau thì lực hút lớn hơn lực đẩy. 17. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Tốc độ bay hơi của một lượng chất lỏng. Tốc độ bay hơi nó phụ thuộc vào, không phụ thuộc vào bản chất chất lỏng. Tốc độ bay hơi nó phụ thuộc vào cái diện tích mặt thoáng này, phụ thuộc vào tốc độ gió này, phụ thuộc vào nhiệt độ này, phụ thuộc vào áp suất bề mặt này. Đấy, đó là những cái yếu tố ha các em ha. Nó không phụ thuộc vào bản chất chất lỏng. Bản chất chất lỏng ở đây là gì? Ví dụ như rượu và nước. Bản chất chất lỏng, mỗi cái chất lỏng á, thì nó có một cái nhiệt độ bay hơi khác nhau. Nghĩa là tốc độ bay hơi của nó khác nhau. Hay là gọi là nhiệt hóa hơi riêng á, nhiệt hóa hơi của nó sẽ khác nhau. Ứng với mỗi nhiệt độ á, thì các em chú ý á, cùng một chất nhưng mà ở nhiệt độ khác nhau á, thì cái nhiệt hóa hơi riêng của nó sẽ khác nha. Do đó là nó cũng phụ thuộc vào cái bản chất của chất lỏng. Tốc độ bay hơi càng lớn nếu nhiệt độ chất lỏng càng cao là hợp lý này. Càng lớn nếu diện tích bề mặt càng lớn, đúng là diện tích mặt thoáng á. Phụ thuộc vào áp suất này, ha, trên bề mặt. Đây là ba yếu tố đúng rồi nè. Như vậy là không phụ thuộc vào bản chất là sai. Phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng. Câu 18. Biết nhiệt nóng chảy riêng là lambda. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 100 gram nước ở 0 độ C. Cái nhiệt nóng chảy này này là các em hiểu là nhiệt nóng chảy riêng của nước nha, ở 0 độ C. Nước đá là nó sẽ nóng chảy ở 0 độ C thì đây là nhiệt nóng chảy riêng. Nếu chúng ta áp dụng nhiệt lượng cung cấp chính là Q bằng M nhân lambda. M là 1 kg là 100 gram là 0,1 kg nhân cho 3,4 nhân 10^5. Thì bằng 3,4 nhân 10^4. Thì bằng 34 nhân 10^3. Đây, câu D. Phần 2, trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 ha. Hình vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn. Câu A. Ở nhiệt độ 80 độ C, chất rắn này bắt đầu nóng chảy. Đây là cái đoạn đường nằm ngang nè các em. Đến khúc này là nó tăng nhiệt độ nè. Đến giây thứ 5 này, nó bắt đầu nóng chảy. Đây là băng phiến đó. Khi mà nóng chảy hoàn toàn rồi, nó bắt đầu tăng nhiệt độ. Tại vì 80 độ C là cái đồ thị của băng phiến này. Nếu các em học ở lớp 6 vật lý cũ á, thì em thấy đồ thị này chỉ là băng phiến ha. Sau đó nguội đi nè, đông đặc này. Chưa? Rồi chuyển hết hoàn toàn thành thể trắng là bắt đầu hạ nhiệt độ. Ở nhiệt độ 80 độ C, chất rắn này bắt đầu nóng chảy. Đúng ha. Thời gian nóng chảy của chất rắn là 4 phút. Thì em quan sát ở đây nè. Nó có 2 phút thôi. Từ phút thứ 5 đến phút thứ 7. 2 phút. Còn nằm ngang 2 ô. Ứng với từ đây đến đây. 2 phút. Sự đông đặc bắt đầu từ phút thứ 13. Sự đông đặc bắt đầu từ phút thứ 13. Hợp lý. Đây. Nó hạ xuống này. Đến đây là nhiệt độ đông đặc. Tại vì nhiệt độ nóng chảy nó sẽ bằng nhiệt độ đông đặc nha. Này đúng rồi. Sự đông đặc kéo dài 10 phút. Từ đây đến đây. Chỉ có 5 ô thôi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Kéo dài 5 phút thôi. Sai. Câu số 2. Một lượng khí nhận nhiệt lượng 250 kJ. Được đun nóng đồng thời nhận công. Không, do nó bị nén lại. Nồi năng của khí thay đổi bằng cách, nồi năng của chất khí bị thay đổi bằng cách truyền nhiệt. Nồi năng của khí bị thay đổi bằng cách truyền nhiệt và thực hiện công luôn và nhận công luôn đấy. Truyền nhiệt, nồi năng thay đổi bằng cách truyền nhiệt. Đúng rồi, cái này là có cái ý là truyền nhiệt đây, được đun nóng này. Này có ý đúng không? Theo quy ước thì quy dương A âm sai nha, A dương quy ương dương luôn. Tại vì nó nhận công vì nó bị nén mà. Đồ tăng nội năng của khí là như đây. Chúng ta có tạch delta U bằng A cộng quy về 250 cộng 500 kJ. Đúng ha. Nếu chỉ cung cấp nhiệt lượng 250 kJ cho một lượng khí trên
thì lượng khí này giãn ra và thực hiện công 100 joule. Nên môi trường xung quanh thì độ biến thiên độ năng của lượng khí này là 150 kJ. Các anh chú ý là để yêu cầu là nếu cung cấp một lượng khí chỉ là 250 kJ thôi và cho cái lượng khí này nó giãn nở và đẩy piston và thực hiện công như đây, như vậy mình trừ đi nha, lấy 250 trừ đi 100 thì bằng 150, này đúng ha. Trong trường hợp này điện tử U phẩy này thì bằng nó nhận 250 kJ nhưng mà nó thực hiện công 100 joule là trừ đi. Đấy. Như vậy câu này là đúng ha. À. Nếu chỉ cung cấp như đây thì cho lượng khí thì lượng khí này giãn ra thực hiện công như đây lên môi trường xung quanh thì độ biến thiên nội năng thực hiện công lên môi trường xung quanh này đúng rồi, thực hiện công mà lên môi trường xung quanh à, thì nó bị công nó âm này 150. Đúng rồi. Câu số 3. Người ta bỏ một cục nước đá lạnh vào một cái xô nước. Khối lượng hỗn hợp là 10 kg và thực hiện đo nhiệt độ T độ C của hỗn hợp. Đồ thị sự phụ thuộc của nhiệt độ và thời gian tô được biểu diễn trên hình vẽ. Biết dị dung riêng của nước là 4200 joule trên kg nhân Kelvin, nhiệt độ nóng chảy là 3.4 nhân mũ 5 nhân joule trên kg bỏ vào sự móc cách nhân nhiệt. Trong 50 phút đầu tiên nước đá bắt đầu tan, sau đó nhận nhiệt và nóng lên. Đây các em quan sát này, 50 phút đầu tiên này ở 0 độ C nha, nhiệt độ vẫn không thay đổi này, như vậy trong quá trình nóng chảy rồi à, nước đá bắt đầu tan, sau đó nhận nhiệt lượng và nóng lên. Sau 50 phút thì nó nhận nhiệt lượng và nóng lên. Câu này đúng ha. Từ phút thứ 50 đến phút 60 nước đá nhận nhiệt lượng và bắt đầu nóng chảy chuyển sang thể lỏng. Sai nha, bắt đầu nóng chảy là sai nha. Từ phút thứ 50 là sau phút 50 nó đã gì các em, bắt đầu tăng nhiệt độ rồi à, nó ở thể lỏng rồi. Ở đây là trong quá trình nóng chảy, trong quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Khi mà lên trên đường nằm nghiêng này là thành lỏng rồi. Ở đây vẫn là rắn lỏng, cái đường này vẫn là rắn lỏng. Nhưng mà sau phút thứ 50 là nó đã chuyển thành thể lỏng hết rồi. Những cái này sai. Ở phút thứ 60 thì nhiệt độ hỗn hợp của nước đá là 2 độ C. Đây. Ở phút thứ 60 đây, chiếu vào đây, nhiệt độ 2 độ C, đúng. Khối lượng của nước đá ban đầu là 1,24 kg. Khối lượng nước đá ban đầu. Và câu này các em sẽ dùng hai cái hàng số, đó là nhiệt chung riêng này và nhiệt nóng chảy riêng. Như vậy là cái thời gian mà chúng ta sẽ là đun á, là từ đây đến đây này 60 phút này, nó tăng từ 0 đến 2 độ C à. 60 phút nó tăng từ 0 đến 2 độ C, như vậy chúng ta sẽ có cái nhiệt lượng mà cái nước nó nhận được đó các em, để nó tăng lên 2 độ C à. Chúng ta sẽ có là trong thời gian là 60 phút thì nhiệt độ tăng từ 0 đến 2 độ C, thì đó là Q bằng M C nhân M này, M lớn này, M này chính là M của cục người ta bỏ cục nước đá lạnh vào trong xô nước, và đây khối lượng hỗn hợp luôn nha, M lớn là khối lượng hỗn hợp luôn nha, nhân cho delta T 10 này nhân 4200 nhân 2. Chỗ này là 42 nhân 84 đi, 84 rồi 3 số 0, 84.000 joule đó. Như vậy trong 60 phút á, người ta cung cấp một cái năng lượng nhiệt là 84.000 joule thì nó sẽ tăng từ 0 đến 2 độ C. Như vậy các em đi tính là tính khối lượng cục nước đá lạnh ha. Khối lượng của cái nước đá ban đầu. À, khối nước đá ha, khối lượng của cái nước đá ban đầu, nghĩa là cục đá chúng ta bỏ vào trong cái xô nước á. Thì các em thấy rằng khúc này chính là trong quá trình nóng chảy vẫn tồn tại hai thể rắn và lỏng.
nha. Như vậy quá trình này là quá trình nóng chảy này, quá trình nóng chảy của cái phần phần đá nó chuyển từ ráng sang lỏng nó ra. À, cái phần này nè, nó từ ráng sang lỏng. Như vậy là trong cái thời gian 5 phút này nè, là cái phần nhiệt lượng cung cấp cho cục đá thôi, để cho nó chuyển thành thể lỏng. Sau khi cục đá chúng ta bỏ vào á, khi chúng ta bọc đá vào á, nó chuyển hết thành thể lỏng rồi đó, thì lúc này mới tạo thành hỗn hợp nước không à, lúc này mới tăng nhiệt độ. Chỉ có 10 phút sau thôi nó mới tăng nhiệt độ thôi. Còn 10 phút này chính là dùng để cung cấp năng lượng nhiệt để cho rắn này chuyển thành lỏng, để cục đá chuyển thành lỏng. Được chưa? Như vậy là trong 50 phút này thì nhiệt lượng nó sẽ nhận là bao nhiêu? Trong 50 phút thì nhiệt lượng nó sẽ nhận là quy phẩy. Nó nhận nhiệt lượng là bao nhiêu? Là 5/6 của cái nhiệt lượng quy này. Tại vì 60 phút là như đây. Như vậy 50 phút là 5/6 của cái quy. Như vậy là 5/6 nhân cho 84. Không, không, không. Được chưa? 5/6 nhân 84 không, không, không. Khoảng 70.000 xu. Đây. Và cái nhiệt lượng này chính là cái nhiệt lượng cung cấp cho cái cục đá nó nóng chảy. Cái vi phẩy này sẽ bằng lambda nhân cho m của cục đá, hoặc là m nhỏ. Lúc này mình tính ra được m nhỏ chính là bằng quy phẩy chia lambda. Chưa? Quy phẩy là 7.000. À, chỗ này là đơn vị nó là 7.000 joule trên kg. Chỗ này mình để joule đúng rồi. 7.000. 70.000 chia cho lambda là 3.4 nhân mũ 5 thì bằng 7/34. Chỗ này 10 mũ 4 này, này mũ 5 thì còn 10 phía dưới này, 7/34 kg. Đấy. 7 chia cho 34 thì bằng 0.206. Này sai nha. Như vậy câu này sai. Không phải 206. Câu 4. Thả một cái quả cầu bằng thép có khối lượng là M1 2 kg. Được nung đến nhiệt độ là 600 độ C. Chúng ta thả quả cầu được đun nóng. Và một hỗn hợp nước và nước đá. Ở trong đây nó có nước và nước đá ha. Nước này, đá này. Và nhiệt độ cân bằng cuối cùng là 50 độ C. Cho biết nhiệt độ riêng này, thép này, của nước này, nhiệt nóng chảy riêng của nước là, nhiệt hóa hơi riêng của nước là. Nhiệt lượng do quả cầu thép tỏ ra khi hạ từ 600 đến 50 độ C là như đây, đúng hay không? Chúng ta tính nhiệt lượng tỏ ra quy tỏ đi, bằng MC delta T. M chính là M1 của cái này. Còn M2 là khối lượng tổng cộng của nước và cục đá này nha. Như vậy mình thay vào 2 nhân cho nhiệt trung riêng của quả cầu thép là 460 nhân cho hạ từ 600 xuống 0 độ xuống 50 độ. Nhân cho 600 xuống còn 50, như vậy là 550. MC delta T 2 nữa. 506000 xuân. Như vậy câu này đúng nha. Nhiệt lượng cả hỗn hợp nước và nước đá nhận được để tăng nhiệt độ từ 0 độ C đến 50 độ C đúng bằng nhiệt lượng do bá cầu tỏ ra là 506.000 joule. Rõ ràng các em thấy rằng cái nhiệt độ này chính là nhiệt độ cân bằng. Có nghĩa là chúng ta bỏ qua sự mất mát năng lượng nhiệt đi, thì cái nhiệt lượng tỏ ra phải bằng nhiệt lượng thu vào. Trong hai trường hợp này, cục đá này, nước đá 0 độ C và nước sẽ thu năng lượng nhiệt. Thì lúc này bá cầu thép tỏ nhiệt thì bắt buộc hai này phải thu năng lượng nhiệt. Như vậy nhiệt lượng mà cái quả cầu thép tỏ ra sẽ bằng nhiệt lượng mà cái hỗn hợp nước và nước đá này thu vào để nó tăng lên đến nhiệt độ cân bằng là 50 độ C nha. Như vậy cái ý này cũng đúng rồi nha các em, ý này đúng rồi.
nhiệt lượng thu vào nó bằng nhiệt lượng tỏa ra. Đến nhiệt độ 50 độ C là chính là nhiệt độ cân bằng nếu bỏ qua sự mất năng lượng nhiệt. Khối lượng nước đá có trong hỗn hợp xấp xỉ bằng 253 gram. Khối lượng nước đá có trong hỗn hợp xấp xỉ bằng 253 gram. Đây là câu các em phải tính được cái khối lượng của nước đá không độ C nha. Còn này nước vẫn là nước nhưng mà ở không độ C, còn này cục đá ở không độ C. Bây giờ mình tính sao đây? Thì áp dụng cái phương trình ở trên á, nhiệt lượng tỏa ra thì bằng nhiệt lượng thu vào, để các em giải quyết bài này. Chúng ta tính quy tỏa rồi là bằng 506.000 joule. Còn quy thu ở đây là gì? Quy thu ở đây là chúng ta sẽ có quy thu sẽ bằng quy thu 1 cộng cho quy thu 2. Tại sao? Tại vì ở đây có cục đá nữa các em. Cục đá này nó phải nhận nhiệt lượng trước đã. Sau đó cả hai cái này sẽ tăng nhiệt độ lên. Nó có hai quá trình nha. Cái quy thu 1 là cái quy thu cục đá nó chuyển thành thể lỏng. À, chính là chúng ta có quy thu 1 thì bằng nhiệt nóng chảy riêng là 3,4 nhân mũ 5 nhân cho cái m của đá. Giờ rồi tiếp theo, sau khi nó đến 0 độ C rồi, nó nóng chảy hoàn toàn rồi là mình cung cấp cái Q1 rồi. Lúc này cái đá này chuyển thành thể lỏng kết hợp với cái nước có sẵn trong bên trong là 2 kg này sẽ tăng nhiệt độ lên từ 0 đến 50. Như vậy sẽ là bằng 2, cái quy thu 2 này sẽ bằng 2 nhân cho lúc này nước ở thể lỏng hết rồi, nước đá và cục đá này tan hết rồi. Em lấy cái nhiệt dung riêng là 4200. Rồi nhân cho 50. Đấy. Đến đây các em sẽ rút cái bi thu 1 ra bằng cái này chia trừ cái này. Như vậy chúng ta sẽ có 3,4 nhân 5 khối lượng đá bằng 506.000 trừ cái này nha. 506.000 trừ cho cái này mình nhân vào. Đây là nhân 10 nè. 10. Như vậy là trừ 420. Còn là 3,0. Đấy. Nha. Sau đó mình chia hai vế cho cái này luôn thì lúc này m đá sẽ bằng cái này chia cho 3,4 nhân 10^5. Trừ 420. Không phải 0,253 ký sắp xỉ ha, 0,253 kg thì sẽ bằng 253 gram. Thì em nhân ngàn lên nha, 1000 lên bằng 252,9, sắp xỉ 253 gram thì đúng ha. Tiếp theo, trong thực tế thì có quá trình trên quá trình trên có một lớp nước tiếp xúc với quả cầu, nó bị hót hơi nên nhiệt độ cuối cùng hỗn hợp lúc này chỉ có 48 độ C thôi. Như vậy lượng nước đã hóa thành hơi có khối lượng xấp xỉ là bao nhiêu? Là 41,8 gram đúng hay không? Thì ban đầu là nhiệt độ 50 độ C nhưng mà do là một phần nước nó bị hóa hơi nên nhiệt độ cuối cùng chỉ là 48 độ C thôi, đúng không? Là mình tính cái lượng nước hóa hơi nha. Cái lượng nước hóa hơi này, đây là cái lượng nước màu đỏ, thầy biết cái lượng nước này là hóa hơi nè. Đây là thầy đặt nó là khối lượng hóa hơi. Nhiệt độ lúc này là nước đá và đá đã tan hết rồi, nhiệt độ lúc này sẽ là 48 độ C. Thì cái lượng nước hóa hơi là bao nhiêu? Ứng với trường hợp ban đầu là 50 độ C. Nhưng mà còn 48 độ C là cung cấp, nó sẽ hạ xuống 2 độ. Nó hạ 2 độ là do nó gì? Nó sẽ truyền một năng lượng nhiệt cho cái lượng nước hóa hơi. Tại vì nước mà muốn hóa hơi ấy, thì nó phải tăng lên đến 100 độ. Và cái phần nước đó nó sẽ nhận đến 100 độ là nó xung quanh, cái phần nước đó nó xung quanh cái cục nó cầu bằng thép đó các em, nó nhận nhiệt độ nên nó nhiệt độ nó cao, nó sẽ hóa hơi một phần. Hình như không? Đấy. Đây thép này. Nóng nhiệt độ cao thì cái phần nước mà nó xét cái vỏ cầu thép này nó sẽ bị tăng đến 100 độ và nó hơi.
Như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái phần nước á, mà nó hạ từ 50 xuống 48 là hạ đi 2 độ. Nghĩa là cái phần nhiệt đó, coi như cái phần nhiệt lượng đó đó, nó cung cấp cho cái phần nước hot hơi. Như vậy chúng ta sẽ có là quy tỏ, quy tỏ của cái phần nước đó ra, hạ xuống từ 50 xuống 48 độ đó. 50 xuống 48 độ nó sẽ bằng là 2 độ, nó bằng 2 độ nhân cho khối lượng của cái lượng nước, khối lượng nước đây là 2 kg ha, vẫn là 2 kg. Rồi. Sau đó nhân cho 4200. Như trong riêng này, khối lượng nước này 2 kg này nhân ra sự thay đổi nhiệt độ là 2 này, tỏ ra như đó. Bấm ra. Chỗ này sẽ là 4 nhân cho 4200. Thì nó bằng 16800 joule. Lúc này cái phần nước mà nó bay hơi á, cái phần nước màu đỏ bay hơi á, thì đầu tiên nó phải tăng từ, nó tăng từ bao nhiêu? Nó tăng từ 50 độ lên 100 độ cái đã. Nó tăng từ 50 độ lên 100 độ. Sau đó cái phần nước đó lại hó hơi theo công thức là quy hó hơi. Như vậy cái quy thu của phần nước hó hơi á, thì nó bằng quy thu 1 cộng quy thu 2. Quy thu 1 chính là cái quy thu để cho tăng lên 100 độ, là từ 50 đến 100 độ. Nha. Còn này là 100 độ lỏng sang 100 độ hơi. Đã, hình dung không? Để thoát hơi. Như vậy quy thu này sẽ là bao nhiêu? Là M của cái lượng nước hó hơi này nhân nhiệt chung riêng của nước là 4200 nhân cho 50. Đấy. Rồi trong quy thu này chính là M hơi nhân cho L. L đã cho rồi nè. Bằng 16800. Đến đây thì rút cái này ra nha, mình chuyển cái này qua đây. Như vậy chúng ta có M hơi chỉ là bằng cái mớ này trừ cái bên này. 16800 trừ, chỗ này có mờ hơi nữa, đặt mờ hơi ra nhân tử chung nhé. Mờ hơi ra chung thì còn là hai cái này nhân lại này. Là 4200 nhân 50 này cộng L. Như vậy thầy rút ra được cái khối lượng của phần nước khó hơi bằng 16800 chia cho hai này. 4200 nhân 50 cộng L. L là nhiệt khó hơi riêng của nước ở 100 độ C là 2,3. Nhân 16. Rồi, bấm thôi. Bằng đổ ra gam thì nhân ngàn bỏ số 3 số 0 luôn nha. Như vậy 6,56 gam. Này 4,8 gam là sai rồi ha. Còn này sai. Khoảng 6,56 gam thôi các em. Chúng ta vào phần số 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Người ta thực hiện 1000 joule để nén khí trong xi lanh, khí truyền ra môi trường bên ngoài một nhiệt lượng 600 thì độ biến thiên nội năng là bao nhiêu? Thì các em chỉ cần lấy là gì? Nén thì nhận này, tỏ là trừ này, như vậy lấy 1000 trừ 600 là được 400 joule. Nha. 400. Câu 2. Một vật có khối lượng 1 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng dài 21 m hả? Nghiêng 30 độ so với mặt nằm ngang. Tốc độ của vật ở chân mặt phẳng là 4,1 m/s. Tính độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình chuyển động trên và qua sự trao đổi nhiệt với mặt phẳng nghiêng. Có nghĩa là khi nó trượt xuống á, cái vật nó trượt xuống từ đây này xuống đây này, cơ năng nó bị thay đổi không các em? Cơ năng nó bị thay đổi, bị cơ năng ở đây bằng thế năng, còn cơ năng ở đây bằng động năng. Ta đặt cái W1 là
cơ năng ở đỉnh, còn W2 là cơ năng ở chân và phản nghiêng. Thì lúc này từ đây thì cơ năng nó không còn bảo toàn vì có ma sát. Bài này là nó không có nói tới bỏ ma sát nha, nghĩa là độ biến thiên cơ năng bằng công của lực ma sát. Như vậy độ lớn công của lực ma sát thì bằng cơ năng lúc đầu trừ cho cơ năng lúc sau thôi. Tại vì cơ năng nó bị giảm đi là do nó một phần năng lượng như vậy cơ của nó chuyển thành nhiệt rồi. Do đó công của lực ma sát chính là bằng đây trừ này. Này chính là MGH. Để cho chiều dài phản nghiêng là 21, góc này 30. Như vậy mình sẽ tính MGH ha. MGH M nhân G nhân H là bao nhiêu? Sin bằng đối chiều hiện. Như vậy H sẽ bằng huyền nhân sin. 21 nhân sin 30 độ. Mà sin 30 độ là bằng 0,5 nhân 21. Như vậy nó bằng là 10,5. Như vậy chỗ này chúng ta nhân 10,5 vào nha. Trừ W2 là 1/2 M với mình. 1/2 khối lượng là 1. Cái này là M là 1 rồi này. Rồi 9,8 luôn rồi. Để mình thay luôn nha. 1/2 M với mình. Thì MGH trừ 1/2 M với mình. Thay luôn. M là 1 này. Nhân 9,8 này. Nhân H là 1,5. Trừ 0,5 là 1/2 đó. Nhân 1. Nhân V bình phương là 4,1 bình phương. Rồi em bấm ra luôn. Công của lực ma sát á. 9,8 nhân 10,5 trừ cho 0,5 nhân cho 1 khỏi nhân đi, 4,1 bình phương bằng 94,495 joule. Và cái công của lực độ lớn công lực ma sát này nó chuyển hóa thành năng lượng nhiệt cho để làm nóng cái gì các em? Tại vì cái lực ma sát này nó sẽ giống như là nó thực hiện công lên trên cái gì các em? À, công của lực ma sát này là thực hiện công lên trên cái vật này. Nhớ nha, thực hiện công lên vật. Nó thực hiện công lên vật giống như em tì cái viết này trên bàn. Không phải lực ma sát trượt á, không? Lực ma sát trượt đó đã thực hiện công cho cái làm nóng cái này không? Đúng không? Làm cho nóng cái viết này không? Là do lực ma sát. Nha. Như vậy là toàn bộ cái công của lực ma sát này nó chuyển thành năng lượng nhiệt để làm nóng cái vật này. Do người ta bỏ qua cái sự trao đổi nhiệt với mặt phản nghiêng nên mình chỉ xét cái phần nhiệt đó chỉ làm nóng vật thôi chứ không có nóng phản nghiêng nha. Như vậy chính là bằng con số này luôn nha. Những cái kết quả nó bằng 94,5 nha các em. Câu 3. Calo là cái nhiệt lượng cần thiết để làm cho một gam nước nóng lên thêm 1 độ C. Hãy cho biết một calo bằng bao nhiêu joule. Cho nước nóng lên thêm 1 độ C. À, một gam nước nóng lên thêm 1 độ C. Các em có thể dùng công thức để em tính luôn cũng được. À, calo là nhiệt lượng cần thiết để làm cho một gam nước nóng lên thêm 1 độ C. Thử nha. Nó khoảng 4200 là nhiệt trung riêng này, quy á. 1 gam thì bằng 0,001 kg này nhân cho 1 đấy thì nó khoảng 4,2. Nha, 4,2. Calo là nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 gam nước nóng lên thêm 1 độ C. Này joule nha. Như vậy suy ra 1 calo sẽ bằng 4,2 joule. Nha. Chọn câu này thôi. Nếu em làm thuộc thì biết nó 4,2 rồi. 4,218 rồi. Chọn câu này là 4,2. Làm tròn không? Câu số 4. Câu này nghĩa ra là câu trắc nghiệm rồi nè. Chắc thầy cô ta soạn ra thì người ta ghi. Tóm lại đề này các em cứ hiểu ra. Xác định công suất cung cấp nhiệt của bếp điện đi và làm tròn ha, làm tròn đến chữ số thập phân nào đó. Đây là thực tế câu trắc nghiệm thôi, nhưng khi mà người ta soạn đề thì người ta không để ý chỗ này. Đề này không phải đề thầy soạn nha, đề này thầy lấy đề ra của một cái thầy cô của một cái trường soạn
và hướng dẫn cho các em. Một ấm nhôm khối lượng là MB 600g chứa V là 1,5 lít nước ở 20 độ C, được đun bằng một cái bếp điện á. Sau 35 phút thì nó có 20% lượng nước đã hó hơi rồi, ở nhiệt độ 100 độ. Biết rằng 75% nhiệt lượng mà bếp cung cấp á, dùng vào việc đun nước, còn lại là tỏa ra môi trường á. Rồi cho biết những thông tin sau, các em tính công suất bếp điện là bao nhiêu. Tính công suất bếp điện, công suất thì B nhân T nha, Q á. Công suất này thứ nhất là công suất của bếp điện B nè. Công suất B bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ sử dụng công thức là nhiệt lượng mà bếp cung cấp á, là ghi V, V tỏ này của bếp cung cấp này. Phân tích một chút nha, thì bằng công suất này nhân thời gian đun. Đấy. Vấn đề mình đi tính cái gì, tính được cái vi tỏ cho là được. Còn thời gian đun á thì người ta đã cho 35 phút rồi. Đó. Bây giờ làm sao? Đầu tiên các em tính được cái vi tỏ, muốn tính vi tỏ thì bây giờ tính lượng vi thu đi cho nước nó sôi đi. Này, ấm nhôm này khối lượng như đây này. Như vậy là mình thằng ấm nhôm nó vẫn thu nhiệt lượng nha. Chứa như đây này, nước thu nhiệt lượng này. Đó. Như vậy chúng ta tính vi thu này, vi là vi có ích á. Vi có ích này bằng vi có ích bằng nhiêu? Vi có ích là vi cho nước nó sôi cái đã. À, thì bằng cung cấp này là bằng thằng này cái ấm nhôm nó phải tăng lên 100 độ thì nước mới 100 độ được. Do đó chúng ta sẽ có là M bếp này, M ấm nhôm á, MB nhân cái nhiệt chung riêng của nhôm là CN nhân cho DNT là nhân cái 80 cộng nước là 1,5 lít là 1,5 kg nha, nhân C nước nhân 80. Đó, như vậy đặt 80 ra ngoài đi, MB là 600g là 0,6 kg nè, nhân của nhôm là 880 nhân 80 cộng 1,5 nhân C của nước là 4190 nhân 80. Đấy, và em tính được cái nhiệt lượng cung cấp để cho nước nó tăng lên 100 độ C, cũng như ấm nhôm cũng phải tăng lên 100 độ C thì nước mới 100 độ C được, đúng không? Năm bốn ba tám bốn không. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà chú ý là các em thấy rằng đề lại cho gì? À, sau 35 phút thì đã có 20% khối lượng nước đã hó hơi. 20% khối lượng nước đã hó hơi nghĩa là lượng nước 20% là 20% của này này. Hó hơi như vậy chúng ta phải tính thêm cái nhiệt lượng mà x1 đi. Q này là x2 để cho nó hó hơi. Hiểu không? À, hó hơi. Thì nó bằng nhiêu? Và 2% khối lượng nước đã hó hơi nha. Thì đã có 2% khối lượng nước đã hó hơi ở nhiệt độ 100 độ C. Như vậy 2% khối lượng nước chính là 2% của này, nghĩa là 0,2 của 1,5 kg này. Do lượng nước bị hó hơi thì nhân cái nhiệt hó hơi thì mình đã được nhiệt lượng mà bếp cung cấp thêm cái QX2 cho nó bay hơi là 2,26 nhân cho 10 mũ 6. Đấy, chính là cái nhiệt lượng mà để cho nó hơi 2% đó. Nhân vào nha. Khối lượng này 0,2 nè. Nhân 1,5 nhân 2,26 nhân 10 mũ 6 bằng 678.000. Đó, giống như mình đun mà nó cạn nước á các em. Nó bay hơi hết đi, nó còn lại lượng nước nó bị cạn nước đi. Nó còn lại nước trong đó 8% thôi, bay hết 2% nước rồi. Xong rồi, như vậy chúng ta sẽ có được cái QX1 cộng QX2 thì chúng ta ra được QX cộng lại luôn nha. Cộng 543840 bằng 1.221.840 J. Rồi. Tiếp theo,
có được quy ích rồi. Mà các em chú ý là cái bếp này nó tỏa ra cái năng lượng nhiệt á thì chỉ 70% năng lượng nhiệt cung cấp cho quá trình đun thôi. Như vậy cái nhiệt lượng nó tỏa ra thực tế nó phải lớn hơn cái nhiệt lượng này, nên các em dùng công thức là hiệu suất á, thì bằng quy ích trên cho quy bỏ ra là quy toàn phần. Như vậy thì rút ra được quy toàn phần thì bằng quy ích chia hiệu suất bằng công suất bự này này chia cho hiệu suất nha, 1.221.840 chia hiệu suất là 0.75. Không thì em viết cái dạng là 75 chia 100, không thì viết cái dạng số lập phân nha, chia 0.75 nó bằng 1.629.120 xu. Rồi rút ở đây suy ra T sẽ bằng quy tỏ là 1.629.120 chia cho thời gian là 35 phút, là 35 nhân cho 60 giây thì ra công suất là ót nha, chia 35 nhân 60 đây công suất là 775,7, xấp xỉ là 776 W. Đấy. Ở đây không có nói rõ đơn vị, nhìn với ra là đều phải phải thêm cái công suất đơn vị là watt hay là đơn vị kilowatt nữa nha. Tại vì đề này soạn không được kỹ lắm. Rồi chúng ta qua câu số 5. Một cái quả bóng khối lượng 100 g, 100 g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy lên được 7 m, tính độ biến thiên nội năng của quả bóng, mặt sân và không khí. Rõ ràng các em thấy rằng á, độ biến thiên nội năng quả bóng là của mặt sân và không khí là bằng độ giảm cơ năng, đúng không? Tại vì cơ năng á, nghĩa ra cơ năng phải không đổi, nhưng mà trong quá trình nó rơi xuống á, nó sẽ ma sát với không khí, nó chạm vào mặt đất, đúng không? Nó truyền năng lượng nhiệt của nó, năng lượng dạng cơ năng cho nó, làm cho mặt đất nóng lên, đúng không? Rồi làm cho không khí nóng lên, cũng như làm cho mặt đất phát ra âm thanh, nó chuyển thành thanh lệnh, nó chuyển thành năng lượng âm cũng như là năng lượng nhiệt luôn nha các em nha. Như vậy là chúng ta có độ biến thiên nội năng của tổng ba hàng trên đó, mặt đất, không khí và quả bóng thì bằng độ giảm cơ năng thôi ha. Vì mà độ giảm cơ năng ở đây chính là độ giảm thế năng từ độ cao 10 xuống 7. Như vậy bằng mgh1 trừ h2. Đấy, xong rồi. M là 100 g là 0,1 kg, nhân g là 10, nhân h1 trừ 2 là 3. 30 bằng 3 Jun. Đấy. Câu số 6. Một cái thang đo là đo x. Lấy điểm đóng băng là -10. X lấy điểm sôi là 90x. Nhiệt độ của một vật được nhiệt độ của một vật được đọc trên cái nhiệt kế Celsius là 40 độ C, thì trên nhiệt kế x này mình chưa biết á là nhiệt độ bao nhiêu. Ở đây các em có thể dùng công thức tính nhanh cũng được. Chúng ta lấy nhiệt độ T T mà trừ cho 0 độ C thì trên cho 100. Ở đây là ứng với độ C nha, T trừ 0 á thì trên cho 100. Công thức là công thức nhanh nha để các em giải nha. T trừ 0, T là nhiệt độ bất kỳ ở trong phạm vi 40 này. 100 trừ 0. Đấy. Bằng chỗ này T T này là T T mình cần tính trên nhiệt độ X trừ cho cái nhiệt độ đóng băng của nó. Trừ đây là nhiệt độ đóng băng của nó là trừ trừ 10X nha các em. Trừ cho nhiệt độ đóng băng đó là trừ cho trừ 10X trên cho độ sôi là 90X trừ cho trừ 10X, mình cộng 10X luôn đi. Đấy. Ở đây mình thay vào phương trình này. Còn nếu mà bài toán mà có thêm Fahrenheit hay là Kelvin thì em viết vào như Fahrenheit đi, thì mình sẽ có là T của Fahrenheit trừ cho chỗ này là 32 độ F, là ứng với nhiệt độ đóng băng á, trên đây trên cho 212 độ F trừ 32 đó. Cứ giải ra thôi,
mình giải phương trình này nha. Chỗ này là T là 40 trên Celsius này, chia cho 100 trừ 0 là 100 này. Tx cần tính này, cộng 10x chia cho 90x cộng 10x là 100x. Được chưa? Lúc này thầy sẽ có là chuyển 100 lên đây. Này là 0.4. Như vậy Tx cộng 10x bằng 0.4 nhân 100 lại thì còn bằng 40x. Như vậy Tx sẽ bằng 30x. Như vậy trên cái thang đo đó nhiệt độ của nó là 30 độ x. Em hình hiểu không? Là nghe trên thang đo đó là 30 độ đó. Được chưa? Đây là hướng giải viết ha. Không thì các em có thể tìm cái độ chi nhỏ nhất của thang đo này cũng được. Sau đó chúng ta dùng công thức. Nhưng mà dưới này là 30 nha. Thầy nghĩ rằng các em nên dùng công thức này đi. Nhớ công thức này luôn nha. Đây thầy dùng cho các em công thức này nè. Công thức này thầy cũng đã làm cho các em những cái đề trước rồi. Là những chữ T độ C trừ 0 chia cho nhiệt độ sôi là 100 trừ 0 độ C á. Chỗ này là T độ F. T độ F thì nhiệt độ đóng băng của nó là 32 độ F trên cho nhiệt độ bay hơi của nó là 212 chữ 32. T độ K thì trừ cho nhiệt độ đóng băng của cái nước ở T độ K là bằng 273 chia cho nhiệt độ đóng sôi của nó là 373 trừ 273 là đối với độ K. Còn độ gì nữa không? Độ F, độ K rồi. Còn một cái độ X nữa, giả sử T độ X trừ nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ đóng băng như bài này là mình chưa biết, trên cho nhiệt độ sôi của nó chưa biết, trừ cho nhiệt độ chưa biết đó. Nói tóm lại là trong cái bài này là một cái áp dụng ha, để các em mở. Như vậy các em chỉ cần nhớ cái ba thang đo này thôi. Từ đó sau đó người ta cho cái thang đo độ gì đó, một cái độ X chưa biết. Từ đó mình sẽ tính ha, từ nhiệt độ cho trước như độ F đi. Trên độ F thì tính bao nhiêu, trên độ X thì mình cũng làm tương tự như vậy thôi nha. Công thức này để giúp cho các em giải quyết dễ dàng hơn, khỏi phải còn suy luận nhiều nha. Thầy cảm ơn các em theo dõi video này. Thầy mến chào các em.